Rồi, em xin chào mọi người, giới thiệu đến mọi người cái cây kìm cắt, chuyên dùng để cắt dây điện của hãng Quai, sản xuất tại Đức, mã hàng là 31502, giá là 950.000 một cái, sản xuất tại Đức luôn nha mọi người. Trên cây kìm có dập nổi dòng Made in Germany nè, đó, chỗ này khắc laser dòng Made in Germany, rồi tên của hãng là Quai. Trên cái chuôi cũng được đúc nổi tên của hãng Quai lên luôn. Đó, hai bên đều được đúc nổi. Thì cái kìm cắt này nó cắt điện 1000V. Đó, trên cái chuôi có ghi các cái tiêu chuẩn nè, cắt điện 1000V EN-IEC 60900 VDE. Đó là các cái tiêu chuẩn của châu Âu họ quy định ra ha. Thì chúng ta có thể dùng nó trong hai mục đích là cắt dây nóng và cắt dây nguội luôn. Cắt dây nóng là chúng ta có thể cắt cái dây điện mà nó có đang có điện dẫn qua. Cắt nguội thì là không có dây điện dẫn qua. Thì khi mà cái lớp vỏ cắt điện này á, nó bị đánh thủng rồi thì chúng ta cũng có thể dùng nó trong mục đích là cắt dây nguội. Rồi, chiều dài của cái kìm này là 180mm tương ứng với lại 7 inch ha. Thì nó chuyên dùng để cắt thôi. Thì cái lưỡi này nó có các cái thông số, nó có ba đường kính cắt. Đối với dây mềm 23HRC á, thì cắt được đường kính lớn nhất là 3,8mm. Đối với dây cứng vừa 47HRC thì cắt được đường kính là 2,7mm. Và cắt dây mềm là 54HRC thì đường kính là 2,3mm. À, xin lỗi, cắt dây cứng chứ. Cái dây cứng nhất á, có độ cứng lớn nhất là 54HRC thì sẽ cắt được đường kính là 2,3mm. Có nghĩa là cái độ cứng của thép nó càng cao thì cái đường kính cắt nó càng nhỏ. Đó, trời, cái chui thì hai màu vàng và đỏ là chui cắt điện rồi. Ở đây hãng họ tạo cái ngán ở đây để chống tụt tay về phía lưỡi thôi, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Rồi cái kìm này mình nhắc lại, mà hàng là 31502, giá tham khảo là 950.000 một cái. Anh chị nào đặt hàng thì nhắn vào Zalo số điện thoại có trên màn hình giúp em ha, thì em sẽ cho cái giá tốt hơn. Hàng có sẵn tại kho Lucas luôn nha mọi người. Kìm cắt loại heavy duty, cắt điện 1000V. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.